cảnh sát tiếng còi rồi. Nhưng mà không vào đây. Ừ, đúng rồi, vào đây là 170 mấy, thế là 50 là cảnh sát tiếng còi. Ngày thường có hay uống không? Sinh nhật và uống có. Nếu uống phải là rượu linh tinh thì cũng không có chứ. Thế thì bia có gì khó chịu không? Thế thì quán sẽ chỉ đạo uống mai thì ba lần nồng độ cảnh sát tiếng còi rồi. Nhưng mà không vào đây. Ừ, đúng rồi, vào đây là 170 mấy, thế là 50 là cảnh sát tiếng còi. Ngày thường có hay uống không? Sinh nhật và uống.